nên chúng ta cảm thông với nhau rất là nhiều, làm nó mát rất nhiều. Rồi chúng ta đã tốn rất nhiều tình thở và tình tiền cho đến 3 ngày lễ tang chúng ta. Tuy nhiên ông ngoại thì ông thích làm sao cho con cháu vui chứ không có rợn cả. Có lẽ hơi tùy cái tính đó. Hôm nay chúng ta sẽ làm lại rất đẹp để mình cúng dường cho cái phần này của người đã sống. Chúng ta mong rằng tất cả mọi người, chúng ta sẽ lễ Phật xong rồi thì chúng ta tỉnh hương linh về một đường mình để tỏ ra ba là cứu độ trong cái cảnh hương linh an tỏa trên và thành linh đã được trang trí sẵn. Sau đó thì chúng ta dâng trà ba là rồi chúng ta lễ tạ, rồi xong thì chúng ta có cơ hội với nhau, chúng ta muốn gì chúng ta rồi. Tâm đảnh lễ chư vị tổ sư Nam Bắc truyền qua cả thời đại từ thiên trúc Việt Nam đến trời phương ngoài. Một lòng kính lễ liệt vị tổ sư Nam Bắc truyền qua các thời đại từ thiên trúc Việt Nam đến trời phương ngoài. Một lòng kính lễ chư vị tổ sư Nam Bắc truyền qua các thời đại từ thiên trúc Việt Nam đến trời phương ngoài. Thỉnh hương linh hoàng nguyên bản vị Yeah.
hãy nắm tay tôi, hãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại. Gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai, chúng con đến thân phụ ông nội, ông ngoại, ông cổ người anh bà, cột trụ trong gia đình cộng đồng Việt tại nơi đây, chứng minh chiếu giám thượng hương. Xin tiền thì thực phẩm, thuốc men, tình cảm và vô lượng nhân viên khác để duy trì cuộc sống. Nhưng khi thoát rồi thì ngày hôm nay đây đang bị tâm linh sử dụng một tích thực. Chúng con xin chi thành nhân. Đại chúng đồng tâm trì tụng Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, Nam Mô Dự Giác Thắng Như Lai, Nam Mô Càn Bảo Thắng Như Lai, Nam Mô Lý Bảo Quý Như Lai. Gia đình chỉ thành lệ hương linh nào.
hiếu sự tâm diệu tạo công nghĩa vô biên. Đệ tử xin hồi hướng cho chúng sinh mọi miền ba môn xin nguyện cầu một tài quân địa, người dân nước kia.